Chưa từng có trong lịch sử, một ngôi sao hàng đầu của showbiz Hoa ngữ vướng vào scandal phạm pháp, tìm người mang thai hộ, bộc lộ sự mất nhân tính và vô đạo đức. Đó là bình luận cực gắt trên Douban, diễn đàn thảo luận lớn nhất của Trung Quốc. Chỉ trong 3 ngày, Trịnh Sản, từ một diễn viên được yêu thích, luôn đảm nhận vai chính trong các bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường, trở thành tội đồ của làng giải trí. Không ai có thể ngờ được rằng một mỹ nhân sở hữu nhan sắc dịu dàng, tính cách được đánh giá ngây thơ, thẳng thắn, ai ngờ lại là kẻ máu lạnh, rắp tâm đòi người để thuê phải phá cái thai 7 tháng trong bụng vì ly hôn. Tán gia bại sản chỉ trong một đêm. 12 năm tham gia làng giải trí, Trịnh Sản có tới 10 năm cự tuyệt đóng quảng cáo, làm đại diện nhãn hàng, thậm chí cực kỳ ít đi show và dự sự kiện, cũng không nhận lời chụp tạp chí. 2 năm trở lại đây, cô mới oanh tạc trên các mặt trận ngoài phim ảnh, trở thành nhân vật hot hit nhờ độ tranh cãi cùng thái độ kém chuyên nghiệp của mình. Ngỡ tưởng drama của nữ diễn viên chỉ xoay quanh lùm xùm vô duyên, IQ thấp, vậy nhưng scandal nhờ người mang thai hộ kèm theo 1001 tình tiết sốc tới tận ốc, trở thành ngón đòn giáng nặng vào sự nghiệp, hình ảnh và cuộc sống của nữ diễn viên. Blogger Trong Màu, người sở hữu gần 250.000 lượt follower đã chỉ ra, chỉ sau một đêm Trịnh Sản mất tới 200 triệu tệ, 710 tỷ đồng. Hàng loạt các chương trình từng ký kết với Trịnh Sản trước đó đã gạch tên cô sau khi nữ diễn viên dính phốt. Cô không có tên trong danh sách gala lễ hội mùa xuân của đài truyền hình Liêu Ninh. Cánh paparazzi cho hay, người thấy chỗ Trịnh Sản khẩn cấp là nữ diễn viên Vạn Thiến. Blogger Trong Màu tiết lộ, căn nhà penthouse trị giá 150 triệu tệ, tương đương hơn 530 tỷ đồng, hóa ra là căn hộ trả góp. Nữ diễn viên không hề mua đứt bất động sản cao cấp này, thay vào đó sẽ phải trả số tiền thế chấp 600.000 tệ một tháng, tương đương 2,1 tỷ đồng. Nếu ở tình trạng cây sâu bình thường, cô vẫn có thể gắng gượng ra được số tiền trên. Tuy nhiên, với việc bị cấm sóng, Trịnh Sản chỉ có thể gồng gánh được 6 tháng là đứt xích. Bằng không, cô có thể mất căn nhà này. Nhiều người đã nghĩ đến việc Trịnh Sản nên bán tháo căn penthouse này để lấy tiền. Vậy nhưng câu hỏi được đặt ra, giá của căn hộ thuộc dạng siêu đắt. Những người mua chúng chắc chắn sẽ thuộc tầng lớp thượng lưu siêu giàu. Vậy ai sẵn sàng bỏ một núi tiền để mua một căn hộ từng khiến chủ nhân thân bại danh liệt, tán gia bại sản khi vừa mới dọn về? Nhiều người bình luận còn ngỏ ý cho rằng phong thủy của căn penthouse này có vấn đề. Điều đáng nói, Trịnh Sản chỉ mới khoe nhà mới chưa được một tuần, scandal đã xảy ra, khiến sự nghiệp của cô tan thành mây khói. Trịnh Sản còn hai bộ phim chưa kịp lên sóng nhưng đã được nhà đài mua về và chiêu mộ các nhà đầu tư. Vậy nhưng scandal ập đến, các nhà đầu tư tháo chạy, trả lại hàng, khoản lỗ có thể lên đến 100 triệu tệ một bộ, tương đương 360 tỷ đồng, hai bộ là 720 tỷ đồng. Đó là còn chưa tính đến việc các nhãn hàng, nhà đầu tư đâm đơn kiện đòi bồi thường. Trịnh Sản không chỉ đối mặt với vấn đề pháp lý mà còn cả vấn đề tài chính khổng lồ. Thân bại danh liệt vì bị chính Ủy ban Pháp luật Nhà nước điểm mặt chỉ tên. Mặc cho Trịnh Sản kêu oan, viết tâm thư dài dằng dặc lấp liếm scandal, hàng trăm ngàn bình luận kêu gọi đại diện pháp luật vào cuộc. Tối ngày 19 tháng 1, Weibo đưa tin chính thức của Trung ương Trung Quốc CCTV News đã đăng các bài viết với nội dung lên án việc mang thai hộ, khẳng định đây là hành động bất hợp pháp, thỏa thuận mà hai bên ký kết không được pháp luật công nhận. Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương còn có bài đăng đanh thép và gay gắt hơn. Việc mang thai hộ và vứt bỏ con cái của Trịnh Sản là lợi dụng kẽ hở của pháp luật. Mang thai hộ là hành động nghiêm cấm tại Trung Quốc. Việc sử dụng tử cung của người phụ nữ như một công cụ sinh sản, mua bán sinh mạng như hàng hóa, hoặc thậm chí vứt bỏ chúng theo ý muốn là vi phạm pháp luật, không chỉ gây tổn hại đến sức khỏe của phụ nữ, hiện thực hóa việc bóc lột phụ nữ, mà còn chà đạp lên quyền và lợi ích của công dân, làm băng hoại đạo đức con người. Ủy ban còn chỉ rõ, Trịnh Sản đã lợi dụng kẽ hở pháp luật Trung Quốc và Mỹ. Nữ diễn viên nhiều lần điên cuồng vướng phải ranh giới của pháp luật, đảo lộn thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị đạo đức của công chúng. Việc bị phía trên chỉ điểm rõ ràng đã trở thành án tử đối với sự nghiệp của nữ diễn viên. Hàng loạt các nhãn hàng từng mời Trịnh Sản làm đại diện vội vàng tuyên bố hủy hợp tác, radar khóc ròng, phải đưa ra bài thông báo vỏn vẹn một dòng rằng tập đoàn quyết định cắt đứt hợp đồng. Những bộ phim đã lên sóng bị tháo khỏi các trang web trực tuyến chính thống. Ai cũng sợ sệt và lo lắng khi nhỡ bị truyền thông đặt tên mình cạnh tên Trịnh Sản. Không dừng lại ở đó, phía ủy ban còn lên tiếng dằn mặt các nghệ sĩ đang hoạt động trong làng giải trí. Sức hấp dẫn của nhân vật công chúng đến từ việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, hình tượng xã hội tốt đẹp cùng sự cống hiến các tác phẩm ưu tú, chứ không phải về việc điên điên khùng khùng, tùy hứng và vô trách nhiệm, chỉ biết kể khổ kể sở. Làm nhân vật của công chúng càng phải có ý thức về pháp luật. Đài truyền hình Thẩm Quyến cũng có động thái khiến công chúng bất ngờ, đăng tải thông tin về nữ diễn viên, nhà đài dùng ngay cụm từ Trịnh Sản nhờ người để thuê rồi rủ bỏ con cái, mất nhân tính. Diễn viên có đóng bao nhiêu tác phẩm nhưng khi đã mất đạo đức, xuất hiện trên truyền hình sẽ mang lại hiệu ứng tiêu cực. Người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng cần phải tu dưỡng đạo đức cá nhân, tuân thủ đạo đức cộng đồng, kiềm chế bản thân một cách nghiêm khắc. Vì vậy, chúng tôi kiên quyết không cung cấp cơ hội cho kẻ bê bối và có vết nhơ được phép lên tiếng lẫn lộ diện trước công chúng. Chính sách trước sau như một, luôn đặt công chúng lên hàng đầu, cung cấp môi trường giải trí nghệ thuật lành mạnh, tích cực.
cơ quan truyền thông cao cấp ban hành lệnh phong sát với Trịnh Sảng. Theo Sina, Trịnh Sảng là nghệ sĩ đầu tiên trong showbiz Hoa ngữ bị Tổng cục Quảng bá Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc chỉ đích danh và ban lệnh cấm sóng hoàn toàn bằng văn bản. Bài viết công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng, thậm chí văn bản còn được lên hỏa tốc ngay giữa đêm. Trong quá khứ, Phạm Băng Băng, Lý Tiểu Lộ và nhiều nghệ sĩ vướng bê bối chấn động khác cũng chỉ bị Tổng cục đưa ra lệnh cấm ngầm trong nội bộ ngành. Trước đó, ngay khi lùm xùm đời tư vừa nổ ra, Tổng cục Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc SARFT cũng đã gửi thư yêu cầu các đơn vị truyền thông gỡ bỏ các nội dung liên quan đến người đẹp 30 tuổi. Sohu bình luận, lệnh cấm trong lệnh cấm một cách công khai từ phía giới chức Trung Quốc đã chính thức đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Trịnh Sảng. Trên mạng xã hội Weibo, đa số khán giả đồng tình với quyết định của Tổng cục Quảng bá Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc. Cần phải loại bỏ nghệ sĩ có đời tư hỗn loạn, thách thức luật pháp gây ảnh hưởng tiêu cực đến cả giới nghệ thuật. Bên cạnh đó, cũng không ít người tiếc nuối cho sự nghiệp nghệ thuật sớm tàn lụi và cuộc sống trượt dài trong bê bối của Trịnh Sảng.